bằng cách nào khác hơn là một cái nhún vai. Nếu ai cũng chỉ muốn tham gia chiến tranh theo lý tưởng của mình, thì sẽ không làm gì có chiến tranh nữa, công tước nói. Như thế thì lại càng tuyệt, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Thế tại sao anh tham gia chiến tranh? Piotr hỏi. Tại sao à? Tôi cũng không biết, phải thế thôi. Và lại cũng vì công tước ngừng lại một lát, tôi đi cũng vì cuộc sống của tôi ở đây chẳng hợp với tôi tí nào. Chương 6. Ở phòng bên có tiếng áo dài đàn bà sột soạt. Công tước Andrei giật mình như người đang mơ sực tỉnh, và gương mặt chàng lại có cái sắc thái như ban nãy, khi chàng ở trong phòng khách của Anna Pavlovna Piotr bỏ chân xuống. Công tước phu nhân bước vào. Nàng đã thay đổi trang phục. Bây giờ nàng chỉ mặc một chiếc áo dài thường mặc trong nhà, nhưng cũng trang nhã và tươi mát như chiếc áo hồi nãy. Công tước Andrei đứng lên, lễ phép đẩy ghế bành về phía nàng. Nàng vội vàng ngồi xuống ghế bành vẻ bận rộn, và vẫn dùng tiếng Pháp như mọi ngày, nàng nói. Tôi thường tự hỏi, tại sao Annette không lấy chồng? Đàn ông các anh không lấy chị ấy là dại. Xin lỗi các anh chứ thực ra các anh không hiểu tí gì về đàn bà hết. Còn cái cậu Piotr này nữa, cậu thì chỉ ham cãi lộn thôi. Thì tôi cũng vừa tranh luận với ông anh đấy. Tôi không hiểu tại sao ông anh cứ muốn ra trận. Piotr nói với công tước phu nhân, không hề có vẻ ngượng nghịu thường thấy trong những mối quan hệ giao thiệp giữa một người đàn ông và một người đàn bà cùng trẻ tuổi như nhau. Công tước phu nhân lộ vẻ bứt rứt. Hình như câu hỏi của Piotr đã chạm vào chỗ đau nhói của nàng. Nàng nói, thì tôi cũng bảo thế. Tôi không hiểu, thực tôi không tài nào hiểu tại sao đàn ông không có chiến tranh thì không sống nổi. Tại sao đàn bà chúng tôi lại không muốn gì hết, không cần gì hết? Bây giờ có cậu ở đây, cậu làm trọng tài đi. Tôi vẫn cứ nói mãi với nhà tôi. Ở đây nhà tôi làm sĩ quan phụ tá của ông chú, tức là giữ một địa vị rạng rỡ nhất. Ai cũng biết, ai cũng tôn trọng nhà tôi. Hôm vừa rồi, ở nhà Abraxin tôi nghe một vị phu nhân hỏi. Có phải công tước Andrei nổi tiếng đấy không? Ngoặc kép chấm, tôi nói thực đấy mà. Nàng cười. Ở đâu nhà tôi cũng được hoan nghênh. Nhà tôi có muốn làm sĩ quan phụ tá hoàng thượng thì cũng rất dễ thôi. Cậu cũng biết hoàng thượng đã mấy lần nói chuyện với nhà tôi rất ân cần. Tôi với Annette thấy rằng thu xếp việc đó có lẽ rất dễ. Cậu thấy thế nào? Piotr nhìn công tước Andrei không đáp vì nhận thấy câu chuyện này làm cho bạn khó chịu. Chàng hỏi. Bao giờ thì anh đi? Ôi chao! Cậu đừng có đem cái chuyện đi đứng ấy ra nói với tôi không muốn. Nghe đâu công tước phu nhân nói. Giọng nói bông đùa và nũng nịu như khi nàng với Hippolyte trong phòng khách. Và như vậy rõ ràng là không thích hợp với khung cảnh ở gia đình ở đây. Vì Piotr có thể xem là người nhà hôm nay khi em phải từ bỏ tất cả những quan hệ thân thiết kia, với lại anh Andrei, anh có biết không? Nàng liếc mắt đưa về phía chồng một cái đầy ý nghĩa, và dùng mình nói thì thào em sợ lắm. Chồng nàng nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên như thế chợt nhận thấy ngoài mình và Piotr lại còn một người nào nữa đang ở trong phòng. Vì vậy, chàng cũng vẫn hỏi vợ, giọng lãnh đạm và khách khí. Lisa, mình sợ cái gì chứ? Anh chẳng hiểu sao cả. Đàn ông đều ích kỷ như thế cả. Ai cũng vậy, ai cũng ích kỷ hết. Chỉ vì sở thích riêng, anh ấy tự dưng bỏ tôi, giam tôi ở thôn quê một mình. Với cha anh và em gái anh nữa chứ, em đừng quên điều đó. Công tước Andrei nói khẽ. Sống mà không có các bạn bè của tôi thì cũng chẳng khác gì sống một mình ấy, thế mà anh ấy còn muốn tôi đừng sợ. Giọng nàng đã có vẻ giận dỗi, môi nàng nhếch lên, khiến cho gương mặt nàng kém vui và nom như một con thú rừng, một con sóc. Nàng im bặt hình như nhận thấy không tiện nói đến việc mình đang có mang trước mặt Piotr, mặc dầu then chốt câu chuyện là ở chỗ ấy. Dù sao anh cũng không hiểu em sợ cái gì mới được chứ. Công tước Andrei nói chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi vợ. Công tước phu nhân đỏ mặt khoát tay ra dáng tuyệt vọng. Anh Andrei, em phải nói rằng anh thay đổi quá nhiều, nhiều quá đi mất. Bác sĩ bảo mình phải đi ngủ sớm, công tước Andrei nói mình nên đi ngủ đi. Công tước phu nhân không nói gì, cái môi trên hơi ngắn và có lông tơ bỗng run lên. Công tước Andrei đứng dậy nhún vai, đi đi lại lại trong phòng.
Piotr nhìn qua cặp kính một cách ngỡ ngàng và ngây thơ, hết nhìn công tước lại nhìn phu nhân và nhổm người như muốn đứng dậy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có ông Piotr ở đây cũng chẳng hề gì. Công tước phu nhân nói, và khuôn mặt xinh xắn của nàng đột nhiên cau lại như muốn khóc, đã lâu em muốn hỏi anh. Anh Andrea, tại sao đối với em anh thay đổi tính tình đến thế? Nào em có làm gì anh đâu? Anh đi tòng quân, anh chẳng thương hại gì em cả. Tại sao thế? Lai, công tước Andrei chỉ nói thế, song trong lời nói này có đủ ý khẩn cầu. Nhưng nhất là có ý tin tưởng rằng nàng sẽ hối tiếc vì những câu vừa nói, nhưng nàng đã vội vàng nói tiếp. Anh xem em như người ốm hay như đứa trẻ con. Em thấy hết, nửa năm trước đây anh có thế đâu. Lai, tôi van mình đừng nói nữa, công tước Andrei nói, giọng càng khuẩn khoản hơn. Trong lúc hai vợ chồng Andrei lời qua tiếng lại như thế, Piotr mỗi lúc một thêm xúc động. Chàng đứng dậy và đến cạnh công tước phu nhân. Hình như trông thấy nước mắt chàng không sao cầm lòng và bản thân chàng cũng sẵn sàng khóc theo. Xin phu nhân hãy bình tâm. Phu nhân tưởng như thế đấy thôi, bởi vì tôi cam đoan với phu nhân rằng bản thân tôi cũng đã biết vì sao, bởi vì... Không, xin lỗi phu nhân, một người ngoài ở đây là thừa. Không, xin phu nhân hãy bình tâm, xin chào. Công tước Andrei giữ lấy tay chàng, cản lại. Khoan đã Piotr, nhà tôi rất tốt nên không muốn làm tôi mất cái thú được ngồi cùng với cậu một buổi tối. Anh ấy chỉ nghĩ đến mình mà thôi, công tước phu nhân lẩm bẩm, không sao cầm được những giọt nước mắt hờn giận. Lai, công tước Andrei nói rất sẵn, giọng nói đã lên cao đến cái mức chứng tỏ chàng không thể nhịn được nữa. Đột nhiên. Vẻ giận dỗi của con sóc trên khuôn mặt xinh xắn của công tước phu nhân nhỏ nhắn nhường chỗ cho một vẻ sợ hãi đáng yêu. Khiến người ta dễ mủi lòng, nàng liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn chồng, trên gương mặt hiện ra cái vẻ rụt rè và như muốn thú tội của một con chó đang khẽ vẩy nhanh cái đuôi cụp xuống. Trời, trời ơi, phu nhân nói và lấy tay vuốt lại các nếp áo rồi bước đến cạnh chồng và hôn lên trán chồng. Thôi mình đi nghỉ nhé. Công tước nói trong khi đứng dậy hôn tay nàng một cách khách khí như hôn tay một người xa lạ. Hai người bạn im lặng, chẳng ai mở miệng nói một câu, Piotr nhìn công tước Andrei. Công tước Andrei đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt trán. Đi ăn đi, chàng thở dài nói trong khi đứng dậy đi ra cửa sổ. Hai người bước vào căn phòng sang trọng mới bày biện lại. Từ khăn ăn đến đồ dùng bằng bạc, đồ sứ và đồ thủy tinh, tất cả đều có cái vẻ mới tinh khôi đặc biệt của một cặp vợ chồng son. Giữa bữa ăn, công tước Andrei chống khuỷu tay lên bàn, và giống như một người lâu năm ấp ủ một điều gì trong lòng và bây giờ đột nhiên quyết thổ lộ. Ra, chàng bắt đầu nói với một vẻ kích động bứt rứt mà chưa bao giờ Piotr nhận thấy ở bạn. Cậu ạ, cậu đừng bao giờ lấy vợ, đừng bao giờ hết. Đó là lời tôi khuyên cậu đấy. Cậu đừng lấy vợ, trước khi cậu có thể tự nhủ rằng cậu đã làm tất cả những điều có thể làm. Và thôi không yêu người đàn bà cậu lựa chọn nữa, trước khi cậu đã hiểu cô ta đến nơi đến chốn, nếu không, cậu sẽ phạm một sai lầm đau đớn không có cách gì cứu vãn. Khi nào cậu đã thành một ông già, không dùng được vào việc gì nữa thì hẵng lấy vợ. Nếu không, tất cả những cái gì tốt đẹp và cao quý của cậu cũng đều sẽ tiêu ma hết. Tất cả sẽ bị tiêu phí trong những chuyện vặt vãnh. Phải, đúng thế đấy. Cậu đừng có nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc như thế chứ. Nếu cậu còn ôm ấp một hoài bão gì cho tương lai thì lúc nào cậu cũng sẽ thấy rằng đời mình đến thế là hết. Mọi con đường đều đóng lại, chỉ trừ cái phòng khách ở đấy cậu sẽ đứng ngang hàng với một tên thị vệ trong cung đình và một thằng ngốc lấy vợ làm gì mới được chứ. Công tước Andrei khoát mạnh tay. Piotr bỏ kính xuống, khiến cho vẻ mặt chàng thay đổi hẳn và càng thêm hiền hậu. Chàng liếc nhìn bạn, vẻ kinh ngạc. Công tước Andrei nói tiếp. Nhà tôi là một người đàn bà rất tốt. Đó là một trong những người đàn bà hiếm có mà người ta có thể an tâm về vấn đề danh dự. Nhưng, trời ơi, bây giờ nếu mình được làm người chưa vợ thì bắt chịu gì mình cũng sẵn sàng. Cậu là người đầu tiên và là người duy nhất mà mình nói điều đó, bởi vì mình mến cậu. Khi nói điều đó, công tước Andrei lại càng ít giống anh chàng Bokonki mới đây ngồi uể oải trên ghế bành nhà Anna Pavlovna nheo nheo đôi mắt nói tiếng Pháp qua hai hàm răng dính chặt.
Các thớ thịt trên khuôn mặt lạnh lùng rung động vì bị kích thích, cặp mắt ở đấy ngọn lửa sống hình như đã tắt ngấm trước đây, nay lại lấp lánh một ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Rõ ràng những lúc bình thường chàng càng tỏ ra không có sinh khí thì những giây phút bị kích thích chàng lại cảm thấy càng có nghị lực. Chàng nói tiếp, cậu không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Vì đây là câu chuyện của cả một đời người. Cậu nói đến Bonaparte và sự nghiệp của ông ta. Chàng nói, mặc dù Piotr không hề nói gì đến Bonaparte nhưng khi Bonaparte làm việc thì ông ta lần lượt đi từng bước đến mục đích của mình. Ông ta tự do, không thấy gì ngoài mục đích của mình, và ông ta đã đạt đến mục đích. Nhưng cậu cứ thử dính vào một người đàn bà mà xem, cậu sẽ chỉ là một thằng tù bị xích, cậu sẽ mất hết tự do. Thế rồi, tất cả những gì gọi là hy sinh và sinh lực của cậu, đều chỉ làm cho cậu khổ sở, đau xót, hối hận. Những phòng tiếp tân, những câu chuyện ngồi lê đôi mách, những buổi khiêu vũ, thói hư vinh, cuộc sống rỗng tuếch, đó là cái vòng luẩn quẩn mà mình không thể thoát ra. Được, nay mình ra trận, tham dự cuộc chiến tranh lớn nhất từ xưa đến nay, ấy thế mà mình không biết gì, không dùng được vào việc gì cả. Tình tình rất hòa nhã và rất chua chát. Công tước Andrei nói tiếp, và ở nhà Anna Pavlovna người ta nghe tôi. Còn cái giới xã giao ngu xuẩn kia, mà nếu không có nó thì vợ mình không sống được, và tất cả những người đàn bà kia nữa. Giá cậu biết tất cả các bà thanh lịch kia và đàn bà nói chung là cái gì? Ông cụ mình nói đúng. Ích kỷ, chuộng hư vinh, ngu xuẩn và rỗng tuếch, đàn bà là thế đấy, khi họ lộ rõ chân tướng. Nắm họ ở nơi giao tế cậu cứ tưởng đâu họ có một cái gì, nhưng thực ra họ không có gì hết, không có gì hết. Và công tước Andrei kết thúc, chớ lấy vợ cậu ạ, chớ lấy. Tôi lấy làm buồn cười là Piotr nói, anh mà lại tự cho mình là người vô dụng, cho rằng đời anh đã hỏng bét. Trước mắt anh có cả một tương lai vô hạn, một tương lai vô hạn. Thế mà anh, chàng không nói anh như thế nào nhưng giọng nói của chàng cũng chứng tỏ chàng đánh giá bạn rất cao và hy vọng rất nhiều vào tương lai của bạn. Piotr nghĩ bụng, tại sao anh ấy có thể nói như thế được nhỉ? Ngoặc kép, Piotr cho rằng công tước Andrei là một người mẫu mực, hoàn mỹ về mọi mặt, chính vì Andrei đã kết thúc ở một trình độ cao nhất tất cả những phẩm chất mà Piotr không có và có thể gọi một cách gần đúng nhất bằng danh từ nghị lực. Piotr bao giờ cũng thán phục cái tài của công tước Andrei biết giữ bình tĩnh trong khi giao thiệp với mọi hạng người, cái trí nhớ phi thường, trình độ học vấn nguyên bác của chàng. Cái gì chàng cũng đọc, cái gì chàng cũng biết, về vấn đề gì chàng cũng có ý kiến riêng. Và đặc biệt về năng lực làm việc và học hỏi của chàng. Nếu như Piotr thường ngạc nhiên về chỗ Andrei thiếu cái khả năng triết lý vẩn vơ, Piotr lại có thiên hướng đặc biệt là về mặt này, thì Piotr không thấy đó là một thiếu sót mà lại cho đó là chỗ mạnh. Trong những quan hệ tốt nhất, thân mật nhất và giản dị nhất, nịnh hót hay tán dương cũng vẫn cần thiết như chất mỡ cần thiết cho bánh xe chạy. Tôi là một người bỏ đi rồi. Công tước Andrei nói đến tôi làm gì? Hãng nói đến cậu, chàng nói sau một phút im lặng và mỉm cười với những ý nghĩ đang an ủi mình. Ngay trong giây phút ấy, nụ cười của chàng cũng được phản chiếu lại trên gương mặt của Piotr. Nói đến tôi làm gì bây giờ? Piotr nói nhoẻn rộng miệng ra trong một nụ cười vui vẻ vô tư, tôi là cái thứ gì? Tôi là một đứa con hoang, và đột nhiên mặt chàng đỏ bừng. Có thể thấy rõ là chàng đã cố gắng nhiều mới nói được mấy chữ đó, tên họ chàng có. Tài sản cũng không, và thực ra, nhưng chàng cũng không nói thực ra như thế nào, hiện nay tôi tự do và tôi thấy thế là tốt. Chỉ có một điều tôi hoàn toàn không biết nên bắt đầu làm gì. Tôi muốn hỏi ý kiến anh một cách đứng đắn về việc đó. Công tước Andrei nhìn chàng với cặp mắt hiền từ. Nhưng trong cái nhìn thân mật và dịu dàng ấy vẫn có thể thấy rõ chàng có ý thức rằng mình hơn hẳn bạn. Tôi quý cậu nhất vì trong giới thượng lưu của ta cậu là người duy nhất còn sống. Cậu thật là sung sướng. Cậu muốn làm thì cứ làm. Cái đó không có gì quan trọng. Cậu ở đâu cũng tốt, duy chỉ có một điều. Cậu phải thôi không được đến nhà bọn Kuragin và sống cái lối sống ấy nữa. Cái đó không thích hợp với cậu đâu. Tất cả những trò chè chén, những lối sinh hoạt kỵ binh ấy, tất cả. Biết làm sao hở anh? Piotr nhún vai nói, đàn bà anh ạ, phải có đàn bà. Tôi không hiểu được, công tước Andrei đáp, đàn bà đứng đắn lại là việc khác.
chứ cái thứ đàn bà ở nhà Kuragin, cái thứ gái gẩm rượu chè ấy, thì tôi không hiểu được. Piotr ở nhà công tước Vasily Kuragin và tham dự vào lối sinh hoạt phóng đãng của cậu con trai công tước là Anton, người mà người ta định xếp đặt cho lấy em gái công tước Andrei để tu sửa tính nết. À, anh bạn ạ, Piotr nói như vừa chợt này ra một ý hay, quả thật tôi đã nghĩ đến điều đó từ lâu. Cứ sống cái lối ấy thì không thể quyết định được gì hết, cũng không suy nghĩ được gì hết. Đầu thì nhức, tiền không có. Anh ta có bảo tôi tối nay đến nhưng tôi không đến. Cậu hãy lấy danh dự mà hứa với tôi rằng cậu sẽ không đến. Xin hứa, khi Piotr ra khỏi nhà bạn thì đã hơn một giờ khuya. Đêm ấy là một đêm trăng tháng 6 của trời Peterburg. Trong khi ngồi trên chiếc xe ngựa chở khách, Piotr đã có ý định về nhà. Nhưng càng gần về đến nhà, chàng lại càng cảm thấy mình sẽ không sao ngủ được trong một đêm như thế này, nó giống như buổi chiều hay buổi sáng hơn là ban đêm. Tầm mắt có thể dõi suốt những đường phố vắng tanh. Dọc đường đi, Piotr sực nhớ rằng tối nay cái bọn đánh bạc quen thuộc thế nào cũng tụ tập ở nhà Anton Kuragin. Và cũng như mọi ngày, sau khi tàn canh bạc họ lại ngồi uống rượu say túy lý rồi kết thúc bằng một trò giải trí mà Piotr vẫn thích. Chàng nghĩ bụng. Bây giờ mà về nhà Kuragin thì thú lắm đấy. Nhưng rồi chàng sực nhớ chàng đã hứa với công tước Andrei là sẽ không đến nhà Kuragin. Song lúc ấy, cũng như tất cả những người thường gọi là nhu nhược, chàng lại háo hức muốn hưởng một lần nữa cái cuộc sống phóng túng mà mình đã quen, bèn quyết định đến đấy. Và ngay lúc ấy chàng nảy ra cái ý cho rằng một lời hứa chẳng có giá trị gì, bởi vì trước khi hứa với công tước Andrei chàng cũng đã hứa với công tước Anaton là sẽ đến nhà cậu ta. Cuối cùng chàng cho rằng tất cả những lời hứa danh dự kia đều là những quy ước chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Nhất là khi nghĩ rằng mai đây người ta có thể chết hay là sẽ xảy ra một biến cố phi thường đến nỗi chẳng có cái chuyện có danh dự hay không nữa. Piotr thường có cái lối lập luận để thủ tiêu mọi quyết tâm và dự định của mình như thế. Chàng đến nhà Kuragin. Xe đỗ trước tòa nhà lớn của Anaton bên cạnh doanh trại kỵ binh cận vệ. Piotr bước lên mấy bậc thềm sáng rực ánh đèn, đi lên cầu thang rồi vào một cái cửa mở. Trong phòng áo không có ai. Những cái chai không, những chiếc áo khoác, những đôi giày bọc vất bừa bãi. Mùi rượu vang xông lên, có tiếng chuyện trò huyên náo và tiếng hò hét xa xa. Canh bạc đã tàn và bữa ăn đã xong, nhưng khách khứa vẫn chưa ra về. Piotr cởi áo khoác và bước vào gian phòng thứ nhất. Ở đấy còn lại những thức ăn thừa của bữa tiệc vừa tàn, và một người đầy tớ tưởng không có ai thấy mình nên đang bốc trộm những cốc rượu chưa uống hết. Từ gian phòng thứ ba vẳng ra những tiếng cười, tiếng reo, giọng nghe quen thuộc, và tiếng gầm của một con gấu. 8, 9 chàng thanh niên đang bận rộn súng xít cạnh một cái cửa sổ mở toang. 3 người đang đùa với một con gấu con. 1 người giữ dây xích giữ cho người kia sợ. Tớ cuộc Steven 100 rúp đấy. 1 người nói hoang hoang. Chú ý, đừng có đỡ nó đấy nhé. 1 người khác quát. Tớ cuộc Dolokhov đấy. Thứ 3 nói. Chấm than, Kuragin, cậu tách tay chúng tớ ra nào 1 người. Thôi để con Miss, đấy đã, đánh cuộc đây này. 1 hơi đấy nhé, nếu không là thua cuộc đấy. 1 người thứ 4 nói Jacob. Đem chai rượu lại đây, Jacob. Chủ nhà kêu lên. Hắn là một người cao lớn, đẹp trai, chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng phanh ngực, đứng ở giữa đám này. Các vị hãy đợi một lát, Pichusa, anh bạn thân mến của chúng ta đến đây rồi. Hắn quay về phía Piotr nói. Từ phía cửa sổ vang lên một giọng nói khác của một người đáng vóc tầm thước, có cặp mắt sáng xanh biếc, một giọng nói tỉnh táo nghe rất lạ kỳ ở giữa những giọng say rượu này. Cậu lại đây mà tách tay chúng tớ. Đó là Dolokhov, một võ quan của trung đoàn Semenovsky nổi tiếng cờ bạc và hay gây sự đánh nhau. Ở cùng nhà với Anaton, Piotr mỉm cười, vui vẻ nhìn quanh và hỏi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Có việc gì thế? Khoan đã, nó chưa say, đem chai rượu lại đây, Anaton nói và cầm một cái cốc ở trên bàn, chàng bước đến trước mặt Piotr. Trước hết cậu phải uống đi đã. Piotr bắt đầu uống hết cốc này đến cốc khác, liếc nhìn những người khách say lúc bấy giờ lại đang súng xít quanh cửa sổ, và lắng nghe họ nói. Anaton rót rượu cho chàng và nói rằng Dolokhov đã đánh cuộc với một gã người Anh là Steven.
một sĩ quan hải quân hiện có mặt ở đây, rằng hắn, Dolokhov, sẽ nốc cạn chai rượu rum trong khi ngồi ở bờ cửa sổ tầng gác thứ ba, hai chân buông thõng ra ngoài. Anatol rót cốc cuối cùng cho Piotr và nói. Này cậu nốc hết đi, nếu không tớ không buông tha đâu. Không, không uống nữa đâu. Piotr đẩy Anatol ra và đến cạnh cửa sổ. Dolokhov đang nắm tay người anh và nhắc lại những điều khoản đánh cuộc giọng rõ ràng, phát âm rành mạch chú ý cốt nói cho Anatol và Piotr nghe. Dolokhov vóc người tầm thước tóc quăn, mắt xanh và sáng. Hắn chạc 25 tuổi. Cũng như tất cả các võ quan bộ binh, hắn không để râu nên có thể trông rất rõ cái miệng là bộ phận đặc sắc nhất trên khuôn mặt. Đường nét của cái miệng uốn cong một cách thanh tú lạ lùng. Vành môi trên hằn góc ở phía giữa khép chặt xuống môi dưới. Và ở hai bên mép luôn luôn có một cái gì như là hai nụ cười, và cả khuôn mặt đặc biệt là nhờ cái nhìn cương nghị, ngạo mạn và thông minh gây nên một ấn tượng làm người ta không thể nào không chú ý. Dolokhov là một người không có của cải thần thế gì. Và mặc dầu Anatol tiêu hàng vạn rúp, Dolokhov cũng đã có đủ thì giờ cao uy tín của mình khiến cho Anatol và tất cả những người quen biết họ đều kính trọng hắn hơn Anatol. Dolokhov chơi bất cứ loại cờ bạc gì mà hầu như bao giờ cũng được bạc. Hắn có uống đến bao nhiêu rượu, đầu óc cũng không bao giờ mất sáng suốt. Anatol và Dolokhov bấy giờ là những nhân vật chứ danh trong cái thế giới du đãng và trụy lạc ở Petersburg. Chai rượu rum đã đem đến. Hai người đầy tớ, hẳn là hoảng sợ vì những lời sai bảo và những tiếng hò hét của các ông chủ ở xung quanh, vội vàng phá cái khung cửa đi, vì nếu để nguyên thì không thể ngồi ở phía ngoài thành cửa sổ được. Anatol dương đương tự đắc đến cạnh cửa sổ. Hắn muốn đập phá một cái gì? Hắn ẩy bọn đầy tớ ra và nắm lấy khung cửa mà lôi, nhưng khung cửa không nhúc nhích. Hắn đập vỡ một miếng kính. Này cậu lực sĩ, cậu thử tí xem. Hắn nói với Piotr. Piotr nắm lấy cái then cửa giật mạnh thế là khung cửa bằng gỗ sồi gãy bật ra nghe đánh rắc một tiếng. Dolokhov nói. Phá hết đi không người ta lại tưởng tớ bám vào đấy. Anh chàng người anh kia nói khoác có phải không? Anatol nói được chưa? Được rồi, Piotr nói, mắt vẫn nhìn Dolokhov tay đang cầm một chai rum liến đến gần cửa sổ. Qua cửa sổ người ta thấy trên nền trời ánh rạng đông và ánh hoàng hôn đang hòa lẫn vào nhau. Dolokhov nhảy lên thành cửa sổ tay cầm chai rum. Hắn đứng trong khung cửa sổ, mặt quay vào phòng quát lên. Hãy nghe đây, mọi người im lặng. Tớ đánh cuộc. Hắn nói tiếng Pháp để cho gã người anh hiểu tuy hắn nói thứ tiếng này cũng không sõi gì cho lắm. Chấm, tớ đánh cuộc 50 rúp vàng. Hay 100 rúp nhé. Hắn nói thêm với gã người anh. Không, 50 thôi. Gã người anh nói. Được tớ đánh cuộc 50 rúp vàng rằng tớ sẽ uống cạn hết chai rum, không cất chai ra khỏi miệng trong khi vẫn ngồi trên cửa sổ đúng ở chỗ này. Hắn cúi xuống chỉ vào chỗ nhô nghiêng ra ngoài. Mà không cần vịn vào cái gì hết, được chứ? Tốt lắm gã người anh nói. Anatol quay về phía gã người anh, nắm lấy cúc áo lễ phục của hắn nhìn hắn từ trên xuống. Gã người anh vóc người nhỏ bé. Bắt đầu nhắc lại điều kiện đánh cuộc bằng tiếng Anh cho hắn nghe. Khoan đã, Dolokhov gõ chai vào cửa sổ để mọi người chú ý và nói các cậu nghe đây. Nếu có người nào cũng làm được như vậy, tớ sẽ trả 100 rúp vàng. Rõ chưa? Gã người anh gật đầu. Chẳng ai hiểu hắn có ý định nhận lời đánh cuộc mới này hay không? Anatol không buông tha gã người anh. Mặc dầu hắn đã gật đầu để tỏ ra rằng mình hiểu hết, Anatol vẫn dịch lời của Dolokhov ra tiếng Anh cho hắn nghe. Một viên sĩ quan kỵ binh cận vệ trẻ tuổi gầy gò chiều tối hôm ấy vừa thua bạc trèo lên cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn xuống lề đường lát đá và lẩm bẩm. Chà, chà. Yên, Dolokhov quát kéo viên sĩ quan ra. Viên sĩ quan bị cái cựa dày làm vướng. Chân, loạng choạng nhảy vào trong phòng. Sau khi đã đặt cái chai ở thành cửa sổ để lát nữa cầm lấy cho thõng ra ngoài, hai tay bám lấy thành cửa sổ, hắn ngồi thử, rồi buông hai tay, dịch sang phải rồi dịch sang trái, đoạn với lấy chai rượu. Mặc dầu bấy giờ trời đã sáng rõ, Anatol cũng đem hai ngọn nến đến đặt lên thành cửa sổ. Lưng Dolokhov mặc áo sơ mi trắng và cái đầu tóc quăn của hắn được chiếu sáng từ cả hai phía.
Mọi người đều súng xít ở cửa sổ. Gã người Anh đứng trước, Piotr mỉm cười không nói gì. Một người trong bọn, nhiều tuổi hơn cả, vẻ mặt sợ hãi và giận dữ đột nhiên xông ra muốn túm lấy áo sơ mi của Dolokhov. Các vị, thật là dại dột, anh ta sẽ ngã chết mất. Anatol cản anh ta lại. Đừng đụng đến hắn, mày sẽ làm hắn sợ ngã chết đấy. Hà, bấy giờ thì sao? Hà, Dolokhov quay người chống hai tay sửa lại tư thế ngồi cho chắc chắn. Thằng nào mà còn quấy rầy tao, hắn nói dõng ra qua hàm răng nghiến chặt vào đội môi mỏng, thì tao quẳng nó xuống dưới này. Nào. Sau khi nói, nào, hắn lại quay ra ngoài buông hai tay, nắm lấy chai rượu đưa lên miệng, đầu hất ngược ra phía sau, cánh tay rảnh giơ cao lên để giữ thăng bằng. Một người đầy tớ đang lúi húi lượm mảnh kính vỡ bỗng dừng lại, người vẫn cúi lom khom, mắt nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ và vào lưng Dolokhov. Anatol đứng ngây người, hai mắt thao láo. Gã người Anh chẩu môi ra, nhìn nghiêng sang. Người vừa cản trở Dolokhov bỏ chạy ra một góc phòng và nằm xuống đi văng, mặt quay vào tường. Piotr lấy tay che mặt và một nụ cười yếu ớ còn sót lại thấp thoáng trên gương mặt bây giờ lộ ra vẻ lo sợ và khủng khiếp. Ai nấy đều im lặng. Piotr bỏ bàn tay che mặt ra. Dolokhov vẫn ngồi y nguyên như cũ. Chỉ có cái đầu ngả về phía sau đến nỗi những mớ tóc quăn ở gáy chạm vào cổ áo sơ mi và cánh tay cầm chai cứ dơ cao mãi trong khi vẫn run vì cố lên gây lấy sức. Cái chai cạn đi trông thấy và mỗi lúc một dốc lên, ẩy cái đầu ngả về phía sau. Piotr nghĩ bụng, sao mà lâu thế, ngoặc kép chấm, chàng ngỡ chừng như hơn một nửa giờ đã qua. Đột nhiên, Dolokhov hơi ngả lưng về phía sau một cái, cánh tay hắn hơi run bắn lên. Chỉ run như vậy cũng đủ cho thân hình hắn đang ngồi trên bờ cửa sổ dốc thoai thoải phải tụt xuống. Trong lúc ấy cánh tay và cái đầu lại càng run mạnh hơn vì phải lấy sức nhiều. Một cánh tay giơ lên định bíu lấy khung cửa nhưng rồi lại bỏ xuống ngay. Piotr lại nhắm nghiền mắt lại và tự nhủ rằng sẽ không mở ra nữa. Bỗng chàng cảm thấy xung quanh náo động. Chàng mở mắt ra nhìn. Dolokhov đang đứng trên thành cửa sổ, mặt tái nhợt nhưng vui vẻ. Hết rồi. Chàng ném cái chai cho gã người Anh, gã này bắt gợn lấy. Dolokhov nhảy từ cửa sổ xuống. Người hắn nồng nặc mùi rượu rum. Tuyệt, cừ lắm, thế mới là đánh cuộc chứ. Quỷ sứ bắt các anh đi, bốn phía có tiếng trầm trồ. Gã người Anh rút ví ra đếm tiền. Dolokhov cau mày, im lặng. Piotr tiến về phía cửa sổ và đột nhiên kêu lên. Này các vị, có ai muốn đánh cuộc với tôi không? Tôi cũng làm được cho mà xem. Thôi chẳng cần đánh cuộc nữa. Hãy xem đây, nào đem chai rượu lại đây. Tôi sẽ làm, bảo đem lại đây. Cứ để hắn làm, để hắn làm, Dolokhov mỉm cười nói. Ô kia, cậu điên rồi sao? Cậu làm gì thế? Ai cho cậu làm kia chứ? Đứng trên thang gác cậu đã chóng mặt rồi kia mà. Mọi người nhao nhao nói. Tôi sẽ uống cạn, đem chai rượu rum lại đây. Piotr thét lên và đạp vào bàn với cái cử chỉ liều lĩnh của một người say rượu, đoạn trèo lên cửa sổ. Người ta túm lấy tay anh chàng như chàng khỏe quá nên cứ gạt bắn tất cả những người đến gần. Anatol nói. Không được, làm cái lối ấy thì hắn chẳng nghe đâu. Khoan, để tôi lừa hắn cho. Này cậu, tớ sẽ đánh cuộc với cậu nhưng đến mai kia, còn bây giờ thì chúng ta đến nhà con, đi. Đi nào, Piotr kêu lên, đi nào. Mang theo cả con Misa nữa. Rồi chàng ôm lấy con gấu, bế xốc nó lên và bắt đầu quay tít trong phòng. Chương 7